Có thể bạn không biết cá chấm cỏ là một loại cá nằm trong họ cá chép. Một con cá chấm cỏ lớn có thể phát triển với chiều dài lên đến 1,5m và nặng gần 45kg. Tuổi thọ của chúng có thể kéo dài đến 21 năm, trong khi đó tuổi thọ của cá chép chỉ là 20 năm. Cá chấm có thể sinh sống với độ sâu từ 0 đến 30m trong các sông, ao hồ và trong các ao nuôi nhân tạo. Chúng sinh sống ở tầm nước giữa và thấp và ưa nước sạch. Trung Quốc là quốc gia nuôi cá chấm nhiều nhất thế giới với sản lượng là trên 3,4 triệu tấn mỗi năm, chiếm khoảng 95,7% sản lượng toàn cầu. Những thông tin trên rất thú vị phải không các bạn? Các bạn là những người mới khởi nghiệp với nghề nuôi cá chấm cỏ hay đã từng nuôi cá chấm cỏ rất lâu năm mà vẫn bị lỗ? Đừng lo, những thông tin mà mình cung cấp dưới đây có thể giải quyết những băn khoăn của các bạn. Đừng chuyển kênh nếu bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin hay nhất về 4 lưu ý khi nuôi cá chấm cỏ nhé. Thứ nhất là lưu ý về chuẩn bị ao nuôi. Tùy vào diện tích và khu vực bạn nuôi mà chúng ta có thể áp dụng mô hình nuôi cá chấm cỏ trong ao hồ hoặc lồng đặt ở sông. Khi nuôi trong ao, độ sâu thích hợp rơi vào khoảng 2-4 mét. Trước khi nuôi phải tiến hành tháo nước, phơi đáy ao, be bờ, vét bùn, bón vôi trước khi tháo nước. Sử dụng nước nuôi phải sạch, không bị ô nhiễm và cần bón lót khoảng 20-25kg phân chuồng trước 2-3 ngày rồi hãy thả cá giống để tạo màu cho nước và lấy nguồn thức ăn cho cá. Sau mỗi vụ mùa thu hoạch cá, bà con cần tu sửa ao nuôi, tát cạn nước cũ, nhổ bỏ cỏ dại và dọn bùn đọng, rắc vôi bột quanh đáy ao để diệt sạch mầm mống sâu bệnh. Với bà con áp dụng mô hình nuôi cá lồng, bà con lưu ý nhất là nước phải sạch, chọn nơi mà nước có dòng chảy lưu thông với tốc độ dòng chảy thấp để giảm lượng hao hụt thức ăn, đồng thời nước sẽ được thay ra thay vào liên tục. Lưu ý lồng nuôi cần làm chắc chắn. Các bạn có thể tham khảo hai kích thước lồng thông dụng 3m x 2m x 1,7m hoặc 4m x 3m x 1,7m. Lồng này có thể làm bằng tre hoặc gỗ có gắn phi nhựa hoặc can nhựa để nổi lên. Mắt lưới nuôi cá chọn loại khổ vuông cỡ 2x2cm. Thứ hai, lưu ý thả cá giống. Yêu cầu cá giống phải khỏe mạnh, không còi cọc. Nếu thấy xuất hiện các đốm đỏ, trắng, vây bị ăn mòn hoặc chảy xước chứng tỏ là cá bị nhiễm bệnh, không sử dụng để thả nuôi. Những căn bệnh mình sẽ nói chi tiết hơn ở mục 4 nên bạn đừng bỏ lỡ nhé. Khi lấy cá con vận chuyển từ nơi khác về thì cần cho nạp oxy vào túi, để cá hồi rồi mới thả. Thông thường như mình không thả trực tiếp xuống ao mà cho túi đựng cá giống xuống nước để cân bằng lại nhiệt độ với ao. Sau 15 phút thì mở miệng túi cho cá tự bơi ra ngoài. Thời gian thả cá là vào sáng sớm hay chiều tối vào những ngày trời mát. Nếu cá nuôi lồng thì sau khi lũ rút hoặc vào mùa xuân khoảng giữa tháng 2 thả cá là tốt nhất. Mật độ thả cá là khoảng 25-30 con trên mét khối nước. Thứ ba, lưu ý về thức ăn cho cá. Cá chấm cỏ là loài cá dễ nuôi, thức ăn của nó đa dạng, dễ kiếm, chủ yếu ăn cỏ, rong, bèo trong nước hay các loại lá ngô, lá sắn, thân cây chuối hoặc các sinh vật nhỏ, phù du sống trong nước. Thông thường chỗ mình sẽ cho ăn bèo tấm, thân cây chuối, cỏ, lá sắn kết hợp với cám công nghiệp. Mình thường sử dụng cám CP để tiết kiệm trong nuôi trồng thủy sản. Bà con nông dân cũng cho cá ăn cám ngô hay trồng thêm cỏ để cá dễ dàng chủ động tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào hơn, mau lớn hơn. Đối với đàn cá chấm cỏ mới thả thì bà con cần băm nhỏ các loại lá của nông sản dài cho cá ăn. Tùy thuộc vào độ lớn của cá mà băm nhỏ thức ăn sao cho vừa miệng của chúng. Sau khi cho cá ăn xong cần kiểm tra và dọn sạch vụn thức ăn còn sót lại, sơ hoặc cọc của thức ăn để giữ độ sạch của nước ao, tránh làm ô nhiễm nước ao, tạo điều kiện cho mầm bệnh sinh sản gây hại cho đàn. Để giảm chi phí khi nuôi, bà con có thể thả thêm các con tôm, tép nhỏ hoặc trồng cỏ là thức ăn cho cá. Cho cá ăn thành nhiều đợt, đảm bảo tất cả cá trong ao đều được ăn đủ. Theo dõi màu nước và mức tiêu thụ thức ăn mà điều chỉnh cho phù hợp. Thức ăn tăng dần theo sự lớn lên của cá. Để đảm bảo môi trường sống cho cá thì phải vớt cỏ, lá già hay thức ăn thừa trong lồng trước mỗi lần cho ăn. Lưu ý thứ tư, lưu ý quan trọng nhất đó là các bệnh phổ biến ở cá chấm cỏ mà bạn cần biết. Có 3 căn bệnh mà bạn cần biết đó là bệnh đốm đỏ, bệnh xuất huyết và bệnh trùng mỏ neo. Thứ nhất là bệnh đốm đỏ, bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất. Giai đoạn đầu nhiễm bệnh, cá bỏ ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước. Khi nhìn kỹ bà con sẽ thấy những vết loét đỏ trên thân cá, vảy cá rụng nhiều. Nếu bệnh chuyển biến nặng, vây cá bị cụt dần, chảy máu, các vết lở loét xuất hiện ngày càng nhiều và ăn sâu vào cơ thể. Cá bắt đầu có mùi hôi, các nấm và ký sinh trùng gây bệnh cũng xuất hiện khiến bụng trương phình, mắt chuyển sang màu đục ngầu. Cách xử lý, bà con loại bỏ những con cá bị nặng đồng thời sử dụng thuốc KN-04-12 của Viện Nghiên cứu Thủy sản. Thứ hai là bệnh xuất huyết.
bệnh do virus gây ra và cực kỳ nguy hiểm, chưa có thuốc chữa trị, vì thế công tác phòng bệnh phải được lưu ý ngay từ khi bắt đầu nuôi. Biểu hiện của bệnh là cá bỏ ăn, bơi chậm, phía dưới thân cá có vết ửng đỏ. Về giải pháp, nếu mới bị thì sàng lọc và thay nước mới, còn nếu quá nửa đàn bị thì bạn nên bán và sau đó xử lý lại ao nuôi. Cuối cùng, bệnh trùng mỏ neo, biểu hiện là do có các vết loét màu đỏ, cá gầy, chậm lớn. Nguyên nhân: ký sinh trùng mỏ neo bám vào da của cá và hút chất dinh dưỡng của cá. Về cách xử lý bệnh này, các bạn có thể dùng lá xoan tươi xay cùng nước sau đó hòa vào nước, hoặc đơn giản hơn có thể đập dập và vứt thẳng xuống nước. Trên đây là những chia sẻ của mình về kinh nghiệm nuôi cá chấm có an toàn, hiệu quả. Mình rất mong các bạn đóng góp và chia sẻ. Mọi ý kiến của bà con sẽ là cơ sở để mình hoàn thiện hơn và phát triển mô hình nuôi cá chấm tốt hơn. Đừng quên like cho video và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ mình. Một lần nữa xin chúc bà con sức khỏe, bình an và thành công với mô hình nuôi cá chấm.